Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 10, chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018. Năm 2019, ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn cần sự bứt phá hội nhập và chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp dệt may. Bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng Huế 2018 gồm 54 sản phẩm, mở ra cơ hội quảng bá và đáp ứng nhu cầu của du khách chọn quà tặng lưu niệm khi đến Huế. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Buổi họp báo dưới sự chủ trì của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng thu ngân sách ước 9 tháng đạt 5.476,1 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm, tăng 8,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng 2018 ước đạt 14.400 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới là 492, tăng 10% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 3.602 tỷ đồng. Đã thu hút 25 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 40.600 tỷ đồng, trong đó đã thu hút 18 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án như nhà máy sản xuất granite Vito Phú Lộc, nhà máy điện mặt trời Phong Điền 2, các dự án thủy điện Alin B1, Alin B2, Alin Thượng Nhật. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển du lịch dịch vụ, công nghiệp. Cũng tại buổi họp báo, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo về dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Theo đó, phương án di dời dân cư khoảng 4.200 hộ thuộc khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế được thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. Kinh phí di dời dân cư bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.800 tỷ đồng, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Trong đó, ưu tiên tập trung di dời phạm vi di tích Thượng Thành, cả Eo Bầu, Hồ Thành Hào và tuyến Phong Lộ, và tiếp đến là các di tích còn lại. Buổi họp báo cũng đã nhận được nhiều vấn đề đặt ra của các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề kinh tế xã hội quan tâm như công tác quản lý giám sát bảo vệ rừng ở A Lưới, Phú Lộc, cấp đất cho người dân dự án Hồ Tà Trạch, việc xử lý các vấn đề chỉ đạo của Trung ương, trong đó có nhà công sản, tình trạng thi công công trình, khai thác mỏ đá, khai thác cát của một số doanh nghiệp ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Liên quan đến những vấn đề này, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã trả lời và làm rõ thêm những thông tin mà các cơ quan báo chí đặt ra. Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức đợt giám sát thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Vang theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Lãnh đạo huyện Phú Vang cho biết trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch và lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tạo được sự đồng thuận và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng đang tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư, thực hiện các tiêu chí cho các địa phương, với mục tiêu phấn đấu các xã đạt từ 1 đến 2 tiêu chí trong năm nay để sớm có thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Vang, đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế khó khăn trong thực hiện chương trình, đó là số lượng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên tổng số đơn vị hành chính của địa phương còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao, nguồn lực huy động đầu tư cho hạ tầng còn thấp. Cùng với việc đánh giá hoạt động của cấp ủy địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình, đoàn cũng đã chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được để giúp địa phương xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Chín Chàng Khe Đầy, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Khu du lịch sinh thái Chín Chàng do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Cửu Long Xanh đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quyết định số 3325.
Tổng diện tích thực hiện dự án này là 4,96 ha, bao gồm 3 khu chức năng chính là khu vực đón tiếp, khu vực phục vụ tắm suối và hệ thống vùng đệm cảnh quan thiên nhiên. Trong đó có hơn 2 km suối, thác được quy hoạch khai thác sử dụng. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành thi công các hạng mục liên quan để có thể hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ khu du lịch sinh thái Chín Chàng vào mùa hè năm 2019. Kiểm tra tiến độ dự án, lãnh đạo Sở Du lịch khẳng định trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, du lịch sinh thái là một trong những loại hình được ưu tiên tập trung đầu tư trong thời gian tới bên cạnh du lịch di sản. Khu du lịch Chín Chàng nằm chỉ cách thành phố Huế 20 km. Tuy nhiên hiện nay, con đường dân sinh đi vào suối đã xuống cấp. Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng cần sớm nâng cấp để có thể khai thác tốt hơn lợi thế này. Bên cạnh đó, có kế hoạch quản lý sử dụng tốt để khu du lịch này trở thành điểm đến du lịch, phù hợp với địa hình tự nhiên, khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục chương trình với những thông tin kinh tế, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao. Dự ước trong cả năm nay, Thừa Thiên Huế đón khoảng 4,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và nội địa. Trong 9 tháng năm 2018, tổng lượt khách đến tỉnh đạt 3,5 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,4 triệu lượt. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 13%. Lượng khách đến Thừa Thiên Huế tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm là do sự tăng trưởng đáng kể của khách Hàn Quốc. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường khách quốc tế, chiếm tới 1,3%. Một số thị trường truyền thống vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp, Mỹ, Đức, Anh. Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và nhiều chương trình kích cầu du lịch, cùng góp phần vào việc thu hút khách đến địa phương. Với tốc độ tăng trưởng này, khả năng ngành du lịch sẽ vượt chỉ tiêu đạt khoảng 4,2 triệu lượt khách trong cả năm 2018. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng và chỉ số giá tiêu dùng tăng do sự tăng giá của xăng dầu và một số mặt hàng phục vụ học tập. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt 28.476 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 2.105 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng vốn và tăng 20%. Kinh tế ngoài nhà nước 25.572 tỷ đồng, chiếm 89% và tăng 9,7%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 798 tỷ đồng, chiếm 2,8% và tăng 7,3%. Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2018, kinh doanh bán lẻ hàng hóa ước đạt 22.080 tỷ đồng, chiếm 77% tổng vốn và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4.776 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 9 năm 2018 tăng 0,48% so với tháng trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do bước vào năm học mới nên một số mặt hàng phục vụ học tập tăng 6,16%. Giá xăng dầu tăng nên nhóm giao thông tăng 0,93%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2018 tăng 3,03% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Theo nhận định của Bộ Công Thương, năm 2019 sẽ là một năm đầy thách thức đối với ngành dệt may trong giai đoạn cần sự bứt phá, hội nhập vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 52 doanh nghiệp, phải chuyển từ sản xuất gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, sản xuất theo thiết kế và thương hiệu riêng, với mong muốn mang lại giá trị tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng. Dự báo trong năm 2019, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có tác động lớn đến ngành dệt may, buộc ngành phải thay đổi và đầu tư mạnh mẽ hơn cho thiết bị cũng như nhân sự. Do đó, bài toán đặt ra đối với ngành dệt may hiện nay không còn là số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng và mức tăng trưởng. Quan trọng là ngành không ngừng đổi mới công nghệ, thiết bị, đào tạo nhân sự kỹ thuật, thiết kế, đội ngũ quản lý đơn hàng, đội ngũ marketing với trình độ cao hơn. Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đang gặp sự cạnh tranh gay gắt từ Bangladesh, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Myanmar, các doanh nghiệp dệt may cần theo dõi, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để chiếm lĩnh được cơ hội, đứng vững trong thị trường đầy biến động. Các doanh nghiệp dệt may cần đảm bảo tiêu chuẩn toàn cầu về nguyên liệu hữu cơ, thông qua công nghệ xử lý hóa chất để không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các hoạt động hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, thiết kế mẫu mã và tổ chức bình chọn, mới đây, Sở Công Thương tỉnh đã công bố bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng Huế gồm 54 sản phẩm của 43 cơ sở doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. Bộ sưu tập này mở ra cơ hội quảng bá và đáp ứng nhu cầu của du khách chọn quà tặng lưu niệm khi đến Huế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi Ủy ban dân tỉnh phát động phong trào sản xuất hàng quà tặng lưu niệm Huế, Chùa Vàng Thuận Thành Duy Mông bắt tay sản xuất các sản phẩm quà tặng lưu niệm mang nét đặc trưng của vùng đất cổ đô, đồng thời lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra những món quà ý nghĩa, có giá cả hợp lý phục vụ du khách. Sau hơn nửa năm thử nghiệm, tháng 7 năm 2018, 3 sản phẩm lần lượt ra lò.
đó là tranh đài nồi 3D, tranh linh mù và trâm cài áo. Các sản phẩm này được sản xuất từ chất liệu đông mà vàng, có giá từ 50.000 đến 1,7 triệu đồng một sản phẩm, nên thu hút nhiều khách hàng lựa chọn. Hiện nay những sản phẩm này được trưng bày giới thiệu sản phẩm Tình Tâm Kim Cổ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế. Song để quảng bá và giới thiệu rộng rãi đến với du khách, các sản phẩm lưu niệm quà tặng nằm trong bộ sưu tập cần có một địa điểm trưng bày quy mô lớn nằm ở trung tâm thành phố Huế để giới thiệu toàn bộ bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng. Có như vậy, sản phẩm do các nghệ nhân làm ra mới đến được tay du khách với giá cả hợp lý. Nhưng tôi thì cũng rất là cũng nghiên cứu và cũng là phát triển thêm những cái sản phẩm và cái quà tặng càng ngày là càng phong phú thêm nữa để cho cái mỗi khi du khách đến Huế và những mang được cái quà tặng của Huế mình thì chúng tôi là cũng đang là trên đà để phát triển để là tìm thêm những cái sản phẩm và những cái mẫu mã là phát triển hơn nữa. Cùng với Thuần Thành Duy Mông, doanh nghiệp có hai sản phẩm được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng, đó là tranh thêu và áo dài. Hiện doanh nghiệp tư nhân thêu may Đoan Trang đang nỗ lực cải tiến mẫu mã tranh, đầu tư vốn chuẩn bị nhiều mẫu vải áo dài đẹp mắt để phục vụ khách hàng. Theo doanh nghiệp, được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập là cơ hội lớn để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra của doanh nghiệp là cần có một khu trưng bày sản phẩm và thao diễn nghề ở khu vực trung tâm, nơi có nhiều khách du lịch qua lại để phát huy giá trị và khơi dậy tiềm năng cho các sản phẩm làng nghề. Bởi bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn do địa điểm trưng bày không nằm trong khu trung tâm thành phố, nên số lượng khách tìm đến với cơ sở chưa nhiều. Các cái sản phẩm của chúng tôi rất là mong được trưng bày ở nơi trang trọng và làm sao đó để cho du khách đến họ thấy được và họ hiểu được Huế chúng ta như thế nào và văn hóa chúng ta như thế nào. Cho nên là cố gắng là tỉnh nhà phải có một cái nơi để mà trưng bày các cái sản phẩm của chúng tôi và trưng bày một cách trang trọng thì du khách đến đấy họ sẽ thưởng thức được và họ sẽ mong muốn mang những cái đó về để làm quà tặng. Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2018, toàn tỉnh có 54 sản phẩm của 43 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đặc sản thủ công mỹ nghệ được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng để phục vụ du khách như mè sừng, mây tre đan bao la, dầu tràm. Cùng với việc công bố bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng Huế, hiện Sở Công Thương đang triển khai kế hoạch phát triển hàng lưu niệm quà tặng năm 2018 nhằm phát triển các mẫu sản phẩm bao bì sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản làm hàng lưu niệm quà tặng phục vụ du lịch. Qua đó, góp phần khôi phục và phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống và các sản phẩm đặc sản Huế làm hàng lưu niệm quà tặng, thúc đẩy chương trình nông thôn mới. Đối với sản phẩm của chúng tôi thì tôi luôn luôn nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo ra những cái mẫu để vừa lòng khách hàng và làm quà tặng cho các nơi khác rất là đẹp mắt. Với mục tiêu là hình thành một cái bộ sưu tập có các cái sản phẩm về đặc sản thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh mà có giá trị đặc sắc để mà làm cái quảng bá và giới thiệu đến cái du khách khi đến Huế. Thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các ngành triển khai, bên cạnh đó thì cũng đã triển khai một số cái nội dung liên quan đến cái con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng như là con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế để khẳng định chứng nhận cho những cái sản phẩm mà đặc sản của Huế mà đảm bảo cái chất lượng, cái uy tín, cái xuất xứ để mà giới thiệu đến cái các cái du khách trong cái quá trình khi tham quan và mua sắm các cái đặc sản Huế. Với mục đích tạo ra những sản phẩm lưu niệm quà tặng mang bản sắc văn hóa Huế và đáp ứng nhu cầu của du khách, ngành công thương thực hiện cả hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở về mẫu mã, bao bì. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ngày hôm qua, Viettel đã hoàn tất đợt chuyển đổi SIM 11 số về 10 số. Như vậy, đến thời điểm này, tất cả SIM 11 số của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobilephone, Vietnam Mobile và Gmobile đã chính thức được đổi sang đầu số mới. Theo số liệu thống kê được công bố, trong khoảng thời gian 23 ngày từ ngày 15 tháng 9, năm nhà mạng của Việt Nam đã chuyển đổi đầu số cho hơn 80 triệu thuê bao.
Viettel là nhà mạng chiếm nhiều đầu số nhất với 52 triệu thuê bao. Tiếp sau là Vinaphone 17 triệu thuê bao và Mobilephone 14 triệu thuê bao. Sau khi chính sách quy hoạch kho số di động được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, kể từ thời điểm này, tất cả các thuê bao di động tại Việt Nam đều sẽ có dạng 10 số. Người dùng sẽ vẫn có khoảng thời gian hơn 1 tháng để dùng song song cả hai đầu số cũ và mới. Sau ngày 14 tháng 11, việc liên lạc bằng số cũ sẽ bị xóa bỏ. Và khi gọi đến số máy cũ, người dùng sẽ nhận được âm thông báo số thuê bao đã chuyển đổi. Âm thông báo này sẽ duy trì đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra một số cột anten và trạm thu phát sóng thông tin di động BTS của các hãng viễn thông trên địa bàn, phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là tháp anten tự đứng cao 110,5 m tại địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo an toàn, khả năng chịu lực, đơn vị đã phối hợp với công ty cổ phần tư vấn thiết kế bưu chính viễn thông thực hiện bảo trì bảo dưỡng, gia cố tháp. Hiện nay, cột có thể chịu sức gió trên 133 km một giờ. Hàng năm, đơn vị đều có phương án tiến hành kiểm tra đối với hai tháp anten của đơn vị trước và sau mùa mưa bão, cũng như có kế hoạch di dời các hộ xung quanh khi có bão mạnh và siêu bão. Hàng năm, đài đã lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa bão. Và để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, thì đài đã lên phương án có kế hoạch di dời các hộ dân xung quanh khi có bão lớn và siêu bão. Trong suốt gần 10 năm qua, gia đình ông Võ Văn Mạnh ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang nằm trong khu vực cột BTS có chiều cao 84 m. Trong những năm đầu, gia đình ông cũng như người dân xung quanh cột không khỏi lo lắng mỗi khi bước vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, việc các nhà mạng thực hiện gia cố, duy tu bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt trước và sau mùa mưa bão, phần nào đem lại sự yên tâm cho người dân nằm trong bản tình trạm. Đấy thì cái trạm này là đã được 9 năm rồi. Nhưng mà trước đây thì dũng 1-2 năm đầu á, thì làm cái trọng lượng chưa được bảo đảm cho nên hằng mình lo sợ. Nhưng mà sau khi đoàn người ta về kiểm tra, ta làm thêm một cái trụ cặp giấy nữa. Là cho từ hôm đó cho đến bây giờ thì an tâm. Mà cái trạm nó không bị lung lay như ngày nào nữa. Hiện tại thì Mobilephone là không có cột nào là trên 75 m, nhưng mà là có là 444 trạm là dưới 75 m. Thì trong những năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng cái quy trình bảo dưỡng trụ anten hàng năm trước mùa mưa bão. Thì theo quy định của tổng công ty viễn thông Mobilephone thì một năm sẽ bảo dưỡng một lần. Cụ thể thì có một số công trình thì cái công tác kiểm định cũng chưa thực hiện hoặc là kiểm định tuy nhiên là chưa tuân thủ các quy định mới về nâng cao khả năng phòng chống bão cho cái công trình. Bên cạnh đó thì có một số chủ quản lý sử dụng vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về lập phương án phòng chống bão cũng như là cái kế hoạch mà di dời dân khi có thiên tai, siêu bão vân vân. Tháp anten tự đứng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và trạm BTS tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang là hai trong 8 địa điểm kiểm tra do đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng tỉnh thực hiện liên quan đến việc kiểm tra về các công trình anten vô tuyến, anten trạm BTS có chiều cao bằng và trên 75 m đến 150 m trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến chất lượng xây dựng các công trình anten vô tuyến, anten trạm BTS, kiểm tra chống xét, kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình, tình hình cấp giấy phép xây dựng và các công trình anten, phương án di dời dân khi có bão mạnh, siêu bão. Trường hợp mà bão lớn và các trụ mà trọng tải lớn và gần khu dân cư thì chúng tôi cũng tiến hành hạ một số thiết bị để giảm trọng tải cho trụ để đảm bảo an toàn hơn khi bão vào. Thì tôi cũng đề nghị như tôi chủ nhà thì tôi đề nghị là tốt nhất thì các đoàn nên hay về kiểm tra và để cái chất lượng nó được bảo đảm an toàn hơn. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở các đơn vị thực hiện các cái công việc cần thiết về kiểm định, về bảo trì công trình cũng như về phòng chống bão. Thì trong cái đợt này chúng tôi cũng đã kết hợp kiểm tra một số cái công trình trạm BTS mà có chiều cao dưới 75 m. Qua đó chủ yếu để chúng tôi kiểm tra trách nhiệm và quản lý của ủy ban nhân cấp huyện và qua đó để có thể kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề mà thực hiện chưa tốt.
Việc đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng các công trình anten vô tuyến, anten trạm BTS trên địa bàn tỉnh, góp phần kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi bước vào mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, nhà sử học Tim Dowling sống và làm việc tại Việt Nam từ những năm 1990. Ông có nhiều dự án nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật ở các châu lục và là tác giả của cuốn The Railways and Tramways of Vietnam, tạm dịch là đường sắt và đường xe điện ở Việt Nam. Năm 2018, thông qua sự hợp tác với khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế và Huế Grid Tour, nhà sử học Tim Dowling vừa giới thiệu đến công chúng và bạn đọc trong và ngoài nước cuốn sách Khám phá Huế. Dù là một tác giả người nước ngoài, nhưng ông đã viết về Huế bằng sự hiểu biết và tình cảm rất lớn lao. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả và tìm hiểu thêm về ấn phẩm ấn tượng này. Dài hơn 250 trang với các bản đồ và hình ảnh hữu ích, Khám phá Huế đã đưa du khách đi trên hành trình khám phá thủ phủ của nhà Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cuốn sách hướng dẫn du lịch Huế bằng tiếng Anh đầu tiên. Khám phá Huế, về lịch sử triều Nguyễn và cung cấp một số cơ hội để xem và tìm hiểu về sự giàu có của các di sản gắn liền với chín chúa và 13 vị vua triều Nguyễn, cũng như hoàng hậu, hoàng tử, công chúa và quan lại. Chị Hồ Thị Sương Lan đến từ công ty du lịch Phong Lan Việt nhận thấy, Tim Dowling là một tác giả nước ngoài viết về Huế bằng một sự hiểu biết và tình cảm rất lớn lao. Cuốn sách rất có giá trị cho ngành du lịch, nhất là nhiều thông tin rất hữu ích, tư liệu rất cổ và xác thực. Với cái cuốn sách đó thì ông Tim Dowling cũng góp phần quảng bá Huế đến với thế giới. Và nếu như trong tương lai khách du lịch có thể mang cuốn sách đó như là một cuốn guidebook để hiểu về Huế thì có thể thời gian lưu trú ở Huế không phải là một ngày, hai ngày như ngày trước mà có thể họ sẽ ở lại đến 3-4 ngày và có thể cả tuần. Bởi vì qua cuốn sách đó thì người ta sẽ hiểu Huế nhiều hơn, yêu Huế nhiều hơn và khám phá được vẻ đẹp của Huế. Đúng như cái tên của cuốn sách Exploring Huế, đang thực sự đánh giá cao cuốn sách đó. Cuốn sách cũng giới thiệu các di sản người Hoa như Bao Vinh, Địa Linh và Gia Hội, kiến trúc thời Pháp thuộc ở phía Nam Sông Hương, di tích thời kháng chiến chống Mỹ và các truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số trong khu vực. Du khách có thể lựa chọn từ 23 tour du lịch khác nhau, bao gồm thành phố Huế và các huyện, thị xã của tỉnh. Qua cuộc tọa đàm giới thiệu cuốn Khám phá Huế, không chỉ giúp cho du khách người nước ngoài khi du lịch đến Huế, những người nước ngoài đang sinh sống tại Huế hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và kiến trúc của Huế. Buổi tọa đàm này nó sẽ giúp cho những cái người mà sẽ đi du lịch tới Huế hoặc là những người mà nước ngoài mà đang sinh sống ở Huế thì họ có thể hiểu sâu hơn về cái văn hóa, về lịch sử của cái thành phố này. Và bên cạnh đó thì đối với ngay cả người dân địa phương thì họ cũng có thể thấu hiểu được cái góc nhìn của quốc tế đối với là cái lịch sử văn hóa địa phương. Buổi tọa đàm này cũng như là cuốn sách của tôi muốn cung cấp cho cái người đọc một cái nhìn sâu sắc hơn về cái lịch sử và cái văn hóa tại địa phương và đặc biệt là cho cái sự phát triển du lịch tại Huế đối với cái đối tượng là cái người du lịch độc lập, tức là bây giờ họ tự đi và họ tự khám phá thì họ có thể có một cái căn cứ hoặc là có một cái tài liệu để mà họ có thể tự mình làm được việc đó một cách hiệu quả. Tôi nhận thấy cái khoảng trống này nên tôi đã cố gắng để cái cuốn sách này cũng như là dùng cái hội thảo này để lấp cái khoảng trống đó. Cuốn sách này được xuất bản vào tháng 1 năm 2018. Khám phá Huế qua nghiên cứu của Tim Dowling và góc nhìn người nước ngoài sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch Huế phát triển bền vững hơn bằng cách cung cấp kinh nghiệm sâu hơn cho người đọc và thu hút du khách ở lại lâu hơn, quay lại Huế nhiều lần hơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tất cả chào tạm biệt và hẹn gặp lại.